À, chào các bạn, nhân tiện làm một đơn cho anh khách á. Mình test sơ về bộ này cho các bạn xem nha. Tua ra khoảng 1.800 nha, 1.800, 1.900. Thì bộ này có ưu điểm gì và công dụng gì? Ok, thì trước tiên mình nói thêm một số ưu điểm nha. Ưu điểm thứ nhất là chạy được điện áp thấp 12V, 24V. Các bạn xài mấy cái adapter laptop á, rất là an toàn nha. An toàn, đặc biệt là khi ví dụ như chế cháo á, mà trong xài trong gia đình á, ví dụ như mấy khoan mấy gì đó ha, thì nhà có con nhỏ nữa chẳng hạn, thì việc mà các bạn xài nguồn điện 12V á thì cực kỳ an toàn các bạn, tránh hoàn toàn được những tình huống mà bị điện giật nha. Tại vì sau adapter laptop á, thì điện là điện 12-24 VDC, rất là an toàn nha. Các bạn có thể sờ thoải mái nha, không phải điện 220, không lo giật. Thứ hai là bộ này nó rất là nhỏ gọn. Nhỏ gọn nha. Mà công suất 200W nhưng mà nhỏ gọn hơn rất là nhiều so với động cơ điện 220 thông thường á. Nếu mà động cơ điện 220 thông thường 200W á, nó sẽ khá là to các bạn, bằng gấp 3 lần nha. Còn này size 80, à size 60 chứ. Size 60 rất là nhỏ gọn. Đó, các bạn có thể dễ dàng độ chế vào nhiều ứng dụng nha. Đặc biệt là những ứng dụng như máy khoan á. Máy khoan bằng mini để khoan đồ nhựa, đồ nhôm, đồ đồng gì đó. Thì khách hàng mua những bộ này về ráp vào thì đang gia tăng lên. Đó, đó là những ưu điểm. Ưu điểm tiếp theo là động cơ servo á, ngay cả ở tốc độ chậm, tốc độ thấp á, lực kéo cũng rất là khỏe nha, lực cũng rất là khỏe so với những động cơ mà điện DC 220 hay là brushless. Tại vì sao? Tại vì hai loại đó đó, cái moment xoắn nó sẽ tỷ lệ thuận với tốc độ, cho nên ở những tua thấp á, thì cái moment xoắn nó khá là yếu, nó chỉ đạt moment xoắn tối đa khi mà ở tốc độ cao thôi. Còn servo thì ngược lại nha, servo nó đạt ở cái moment xoắn cao gần như là ở tốc độ rất là thấp. Nếu không tin các bạn sẽ lên mạng tra đó, thì đó là một trong những ưu điểm của servo, người ta thiết kế là như vậy. Ví dụ trong máy CNC đi, ví dụ cái động cơ 200W đi, không lẽ nó chạy ở tốc độ thấp thì nó lại không có tải được cái gì, bạn hiểu không? Trong khi servo nó chạy làm việc á, máy CNC á, lúc thì rất là nhanh, lúc thì chậm từ từ nhá. Không lẽ khi chậm thì lại là không tải được đó, thì cũng phải là như vậy. Ưu điểm servo là như vậy, ở tốc độ chậm nó vẫn đạt moment xoắn cao. Tại vì một trong những lý do chính là nó sử dụng nam châm trắng đó, nam châm trắng nó lực từ nó mạnh hơn rất là nhiều lần so với nam châm thông thường, cho nên nó đem tới một cái hiệu năng cao động cơ, mà nó vừa tiết kiệm đấy các bạn, nó vừa tiết kiệm đó nha. Các bạn thấy 200W á, nó chỉ xài có 1.6A thôi, trong khi mấy cái DC thông thường á, chổi than 775 á, nếu mà 200W nó tiêu tốn khoảng 15A nha, 15-20A là bình thường. Ở trong khi cái này là cái inverter rất là tiết kiệm điện. Ưu điểm tiếp theo là nó chống được nước, cái này là IP 55, 55, 65, 67, là ba cái tiêu chuẩn mà khá là cao chống nước. Các bạn xài trong những điều kiện ẩm thấp, ví dụ như khoan mà có phun nước tưới nguội á, thoải mái không sao cả. Mấy cái ròn, mấy cái đồ nó làm rất là tốt, và tất cả đa phần đều là hàng Made in Japan hết, còn xài rất tốt các bạn, chống nước tốt nha. Cái này hàng zin chưa bung mà. Chưa bung, chưa có mở gì luôn nha. Và lực kéo thì các bạn khỏi còn phải nói nha, tha hồ đè nha. Ở đây mình cố tình giữ lại cái pulley cho khách để anh khách có xài á, ảnh kéo qua một cái ứng dụng á. Thêm nữa thì một số cái nó sẽ có thắng, nó tích hợp thắng à, các bạn thấy nó giữ không, rất là cứng à, thắng á. Mở thắng, tắt, mở thắng. Khi mở thắng bạn xoay thoải mái nha. Khi tắt thắng, tắt thắng à, cứng ngắt nha. Thì có những ứng dụng các bạn cần như vậy,
nha, cần như vậy. Ví dụ như máy tiện tự động á, các bạn chỉnh tới một vị trí rồi các bạn khóa thắng lại để các bạn tiện nó không bị nhảy giao tiện ra, hoặc là giao tiện nó bị xê dịch. Tại vì khi tiện á, một lực phản lực nó sẽ tác động lên con dao, nếu mà không có thắng thì nó sẽ bị dịch chuyển khỏi vị trí đó, nó làm cái dung sai nó không có chính xác. Thứ ưu điểm tiếp theo, mình không biết thứ mấy nhưng mà ưu điểm á, là tua cao. Tua mình có thể điều chỉnh theo mong muốn khách hàng nha. Ví dụ khách hàng cần 3.000 tua báo mình, cần 2.000 tua báo mình, cần 1.000 tua báo mình, shop làm được hết. Thậm chí có những ứng dụng mà gần đây khách đang cần 4.000, 5.000, 6.000 làm luôn. Đó. Thực ra là nó chỉ khác cái thông số động cơ thôi các bạn. Nếu ai chơi qua làm qua nhiều thì sẽ biết nó khác thông số động cơ. Và các bạn, thông số, cái ưu điểm tiếp theo là nó độ ồn nó rất là thấp. Nó thấp hơn rất là nhiều so với những cái động cơ thông thường. Và các bạn thấy hầu như không nghe nha. Mặc dù đang chạy tốc độ tối đa 1.900 á, 1.800 mấy chục á. Cái này mà lắp cái Colec R32 25 11 lắp vào ha. Cái cốt tiêu chuẩn nó là cốt 14 các bạn. Cốt 14 nha. 200W, 400W thì cốt tiêu chuẩn là 14. Cho nên là cốt lớn, khỏe, đã ứng dụng nha. Ok, thì nhân tiện mình ráp một bộ cho khách á, mình giới thiệu cho các bạn nha. Và hàng có bảo hành. Có bảo hành về IC, có bảo hành về động cơ. À, bảo hành hết nha. Và shop ráp hoàn thiện, dây đủ tải. À, về chỉ việc xài thôi các bạn. À, đặc biệt là nó có thêm cái công tắc đảo chiều các bạn. Đảo chiều nha. Tắt đảo chiều. Đủ bộ hết ha. À, đang chiều này nha. À, ngược lại đúng không? Đúng không? À, bấm 1-2 giây bông ra nè. 1-2. À, nhích lên. Đảo chiều đúng không? 1-2. À. Okay. Cái này 3 pha nha. Không phân biệt chiều. Nó không có chổi thang. Động cơ không chổi thang 3 pha. Sượt vô. À, cho nên các bạn xài thoải mái nha. Nhỏ gọn, an toàn. Và cái loại này thì sạc vô, cho nên là đôi khi một số cái nó dán ở nhãn hot đó các bạn. Hot đó. Thì xài là nó ấm, nhưng mà không ảnh hưởng gì nha. Một người nói là động cơ đó ấm lên thì có sao không. Thực ra động cơ nào cũng hoạt động, cũng sinh ra nhiệt hết, nhưng mà ít hay nhiều thôi. Và sạc vô thì nó ưu điểm, nó cũng không biết là ưu điểm hay nhược điểm. Nó sẽ nóng hơn những cái động cơ thông thường, nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Một số cái nó còn dán nhãn hot 80 độ. Nhưng mà cái đó là mình chạy cho công nghiệp đó các bạn, chạy cái driver hãng. Còn chạy boy IC này thì không thể tới được 80 độ. Nên chỉ ấm thôi. Ok, trọn bộ nha. Mình sẽ đánh dấu âm dương, nhưng mà luôn luôn mình làm màu nha. Đen là âm, cam hoặc đỏ là dương. Mình sẽ dán một cái nhãn lên nữa để cho khách về chỉ việc đấu vào xài thôi, không phải quan tâm bất kỳ cái gì cả. Hàng này đời mới, năm sản xuất còn mới, và bản thân nó cũng còn rất là tốt. Zin toàn bộ, mình chưa có bung ra nha. Ok, cảm ơn quý khách đã xem. Một bộ như vậy thì tùy theo nhu cầu của khách, tua như thế nào, tùy công suất thì mình sẽ tính giá mình báo nha. Khách nào cần thì báo mình.